không đạt, bởi vì lý do là cái cân đối giá về cá rô phi xuất khẩu của ta là nó cao hơn, tức là về phía Maroc người ta nói là nó không khả thi. Thế và thực tế thì cá rô phi cũng cạnh tranh với lại cái sản xuất trong nước. Tại Maroc này họ có khoảng 220 các cái hồ chứa nước nhân tạo lớn để phục vụ cho cái việc là tích nước và tưới tiêu. Thế và ở các cái hồ này thì trên cả nước này thì họ có rất nhiều các hợp tác xã. Và các hợp tác xã này thì cũng có chào là một trong những sản phẩm mà nuôi trồng chính là cá rô phi. Thế cho nên là cái việc nhập khẩu giữa hai quốc gia sẽ không thể nói được rằng là không có, nhưng mà luôn luôn có những cái nhu cầu nhất định. Nhưng mà quan trọng là khi gặp được khách thì trao đổi có cạnh tranh hay không. Đấy, thế và thực tế thì cái khả năng cạnh tranh đối với cá rô phi tại Maroc này cũng rất là khó khăn như đã nêu với anh, bởi vì cái khả năng cung ứng ở trong nước cũng rất là tốt. Thứ hai đối với lại ý hỏi thứ hai tức là khi mà tìm hiểu về cái cách tiếp cận, tìm hiểu thị trường các nước thì qua kênh nào ấy, thì thực tế này này, qua qua nhìn chung qua mạng internet thì các thông tin ta phải chắt lọc, thường là nó có những cái thông tin chính xác nhưng cũng có những thông tin không chính xác. Những thông tin chính xác thì thường ấy, ở trên mạng internet nó là những thông tin chung thôi, nó không mang tính cập nhật. Cái người mà người ta đưa những cái thông tin chính xác có thể là người ta cũng là những cái người trực tiếp làm việc hoặc là nghiên cứu, nhưng mà qua cái thời gian trải qua ấy, thì nó sẽ rất là khó, nó không phải là câu chuyện của tuần này. Mà trong khi là đối với kinh doanh ấy, đối với thị trường ấy, thì nó có những cái thông tin đòi hỏi là phải cập nhật. Đấy, ít nhất là phải trong tuần hoặc là xa thì cũng phải trong cái đợt này, trong cái tháng này. Thế nhưng mà thông tin chính xác ở trên mạng thì cái tính cập nhật nó kém, cho nên là cái hiệu quả của thông tin cũng về về thị trường nó cũng không cao. Cái nguồn cơ bản nhất khuyến nghị các anh chị để tiếp cận được sát nhất thì chính là các thương vụ ở các nơi. Đấy, Bộ Công Thương thì có các cái đơn vị như là các cánh tay của mình ở nước ngoài là các thương vụ, là các bộ phận trực thuộc của các đại sứ quán của Việt Nam ở nước ngoài ấy. Thì thông thường là có những cái kênh làm việc, các thương vụ có những cái kênh làm việc. Ngoài ra là cái đầu mối thông tin, rồi các cái vấn đề mà xử lý trục trặc, các thương vụ hỗ trợ các anh chị về mặt thông tin là một chuyện, nhưng ngoài ra không trông chỉ là vấn đề xúc tiến thương mại đâu, còn kể cả là những cái vấn đề khác nữa mà doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên thì cũng xin lưu ý với các anh chị là các thương vụ dù nỗ lực đến mấy thì cũng không thể biết tuốt được. Thế và mà trên tinh thần là hai chiều thôi. Trong bối cảnh mà nó khó khăn thì chúng ta chung tay để cùng nhau là có cái kết nối và sự quan tâm của anh chị đến đâu, các anh chị đặt đầu bài thì các thương vụ sẽ hỗ trợ tối đa trong cái năng lực, trong cái khả năng tối đa có thể của mỗi một thương vụ. Thế còn ngoài ra ấy, thì cũng có thể các anh chị cũng có thể tiếp cận trực tiếp các cái đối tác của sở tại. Các đối tác của sở tại đây là mà muốn nói là có những quốc gia họ rất là minh bạch cái thông tin về cơ quan quản lý, trong đó ví dụ như là các hiệp hội. Đấy, rồi họ có những cái có những doanh nghiệp thì các anh chị tiếp cận thông qua những cái trang vàng, mặc dù thì cái tính xác thực của trang vàng hoặc là của các cái trang thông tin này nó cũng không, các anh chị cũng phải lưu ý, cũng không phải lúc nào cũng cũng đúng. Thế và đặc biệt là các trang web mà đẩy lên mạng này, hiện nay thì cũng có những cái đối tượng là người ta cũng vì những mục đích cá nhân, người ta cũng làm những cái việc nó cũng không 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 không, không hay. Cái thông tin nó không được chính xác và nó ảnh hưởng đến chị doanh nghiệp. Thế mà giờ doanh nghiệp trong nước chúng ta thì trong bối cảnh khó khăn thì luôn luôn mong muốn là làm sao để thuận lợi. Thế nhưng mà lại cái cạnh tranh nó lại quá cao. Thế cho nên là cái việc mà ta không tập trung hoặc là đôi khi chỉ hơi hơi sơ ý một chút thôi thì có thể là sẽ dẫn đến những cái trường hợp bị lừa đảo rồi bị này bị khác. Tất nhiên là cái câu chuyện mà lừa đảo thì nó luôn tồn tại. Nó không phải là ở bất cứ một thị trường nào, mà thị trường nào nó cũng có những trường hợp này trường hợp khác. Đặc biệt là ở Tây Phi này thì cái chuyện mà đôi khi có những anh chị doanh nghiệp mà nói là có những doanh nghiệp nhập khẩu của Tây Phi, người ta đề nghị chúng tôi chào giá, chúng tôi chào xong là người ta đồng ý ngay và đề nghị gửi 1.500 đô la để mà lo cái thủ tục nhập khẩu. Thì cái điều này đương nhiên là các anh chị phải thấy đấy là một cái không chuẩn rồi. Bởi vì chả có cái mình là doanh nghiệp mình đi làm, chả doanh nghiệp nào đi hỏi để nhập khẩu mà lại đồng ý ngay với giá chào cả. Thì cái này là cái mà ta sẽ nhận thấy ngay là có vấn đề.
đấy, hoặc là để xử lý các cái thủ tục nhập khẩu vào trong nước thì phải gửi 2.000 đô la chẳng hạn, thì cái này là cái hoàn toàn không không có nước nào người ta làm thế cả. Đấy. Thế và đặc biệt là ở các cái nước ở khu vực Bắc Phi và Tây Phi này ấy, thì cái thủ tục nhập khẩu thì lại do là bên nhà nhập khẩu phải chịu, phải phải thực hiện, chứ còn bên xuất khẩu không phải làm việc đó. Đấy. Thế và cái tất cả là đàm phán vào giá hết, thỏa thuận với nhau làm được thì là thống nhất vào giá. Và cái đàm phán vào giá rồi ấy, nó đã thể hiện là nhà nhập khẩu người ta đã tính đến cả những chi phí người ta phải bỏ ra trong cái quá trình để thông quan rồi. Đấy, cho nên cái này là mình phải mình cũng xin chia sẻ với anh chị như thế là để thấy rằng là nếu mà có một cái gì mà nghe nó lạ lạ đấy là mình phải đặt dấu hỏi ngay đối với những cái đối tác người ta hỏi. Thế và bây giờ có rất nhiều những cái nhà nhập khẩu người ta cũng hoặc là những đối tượng mà có tính chất là lừa đảo hoặc là dạng như vậy, hoặc là làm trung gian, người ta không làm một cách trực tiếp, thế xong người ta cũng cứ đi tà lưa các nơi đề nghị chào giá, thế xong người ta mang cái chào giá đấy đi, người ta cộng thêm một cái mức vào, người ta chào cho một cái ông khác. Đấy, thế và làm theo cái dạng như vậy thì nó sẽ rất khó cho cái nhà xuất khẩu chúng ta, là bởi vì cuối cùng nếu phát sinh trục trặc thì không biết đòi ông nào. Đấy, đòi ông trung gian thì ông ấy khóa máy, đòi mà đòi cái ông nhập khẩu thì ông bảo tôi có biết đâu. Đấy, thế thì cái này là những cái mà những kinh nghiệm mà mong các anh chị là hết sức lưu ý. Cạnh tranh thì cũng là rất là khó khăn. Tôi đi làm thương vụ 11 năm rất chia sẻ, rất thấu hiểu cái khó khăn của anh chị doanh nghiệp, và cũng có rất nhiều trường hợp là cũng đã chứng kiến những hoàn cảnh các anh chị cũng cũng đã, thậm chí có chị còn gọi điện sang cũng khóc và em vừa mới thành lập doanh nghiệp làm được một lô hàng nhựa mà với khách coi như là bỏ luôn ở ấy, không không lấy hàng. Rồi cũng có trường hợp thì bảo là cũng doanh nghiệp mới còn còn trẻ mà về làm lô hàng tính tiền Việt hơn tỷ đồng mà cũng cũng có trục trặc thế này thì không biết làm nào. Đấy, mà bộ chứng từ thì vẫn là ngân hàng mà không không hiểu sao khách lại lấy được, vân vân và vân vân. Những cái trường hợp như thế thật sự là ở các bộ thương vụ là rất là thông cảm và thấu hiểu và phải nỗ lực tối đa để hỗ trợ các anh chị trong suốt một thời gian dài. Thì tuy nhiên thì đây nó cũng chỉ là những cái con sâu làm rầu nồi canh thôi, và trong quá trình làm nếu mình lưu ý vấn đề cạnh tranh nó cũng là đương nhiên rồi, nhưng mà mình cũng lưu ý để đảm bảo là giảm thiểu rủi ro, an toàn, thực hiện các cái lưu ý về cọc vân vân, thì đảm bảo là nó sẽ không triệt tiêu được cái rủi ro nhưng mà nó sẽ giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp của mình. Mình thì cũng kinh doanh nhỏ lẻ, hoặc là mình thì cũng cái quy mô doanh nghiệp cũng đến một cái mức độ thôi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ vì một cái sơ suất, hoặc là anh chị có thể làm 10 hợp đồng thì nhưng mà chỉ dính một hợp đồng thôi thì cái lợi nhuận nó không lại được, thật sự là không lại được, bởi vì cái tiền gốc nó rất là lớn.